cuối kỳ à nhầm, gọi là kiểm tra nơi điểm giữa kỳ, thì các bạn sẽ đây thứ ba tuần tới này à, thì đúng không, thứ ba tuần tới và thứ tư tuần tới chúng ta sẽ làm hai việc, một là báo cáo bài tập lớn và hai là việc kiểm tra giữa kỳ. Đây cũng vậy, lớp này thứ ba thứ năm, lớp này thì thứ ba ở thứ tư thứ năm. Cái lớp lớp này thì đã lớp buổi tối thì một lớp đã báo cáo bài tập lớn rồi thì mình cho điểm rồi, thì đa phần các bạn làm bài tập lớn thì sẽ được ưu ái rất nhiều. Đây đây đa phần các bạn điểm mình cho full block hết. Chưa xem Thầy màn hình, ơi hình như thầy chưa xem màn hình ạ. ok mình quên đấy đó. Đây có mấy bạn đã báo cáo đây thì mình cho full điểm hết, thì còn lại là các bạn sẽ đi kiểm tra. Thì còn một vài nhóm thì các bạn ấy chưa báo cáo thì mới sau vừa kiểm tra vừa báo cáo vậy, là còn hai hai nhóm nữa đó là phần điểm. Còn các bạn cũng vậy thôi, sẽ được báo cáo vào tuần tới. Mình nhắc rõ lại lịch nhá, tuần tới thì buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi báo cáo, và buổi thứ sau thì mình sẽ đi làm bài kiểm tra. Còn ở đây lớp mình là lớp 07 đây. Thì cơ chế tính điểm như này, điểm thành phần thì điểm thành phần điểm đây. Mình sẽ đánh giá hai điểm là điểm thành phần 1 và điểm quá trình. Thì điểm quá trình mình sẽ đánh giá trên cái việc các bạn làm bài tập này, các bạn đi học này đầy đủ hay không. Nếu không không thì nghỉ một buổi thì mình trừ một điểm, còn quá 25% thì auto là tạch rồi, được chưa. Tiếp theo là việc đây. Việc làm bài tập cũng vậy, các bạn nào không làm bài tập thì mình cũng trừ đi một điểm, nên chắc chỉ trừ một lần thôi, tại vì cái phần bài tập này cũng không nhằm ngò gì. Bạn nào nghĩ 3 điểm thì chắc thấp nhất chắc cũng chỉ được 6 6 điểm quá trình thôi, không có. Bạn nào mà học mang tiêu chí là qua môn thì lấy 6 thôi cũng được, được chưa. Tiếp theo mình sẽ đi hỏi các bạn về phần bài tập về nhà. Bài tập các bạn cái phần mình giao ấy các bạn đã làm, có bạn nào làm xong chưa, mình sẽ đi kiểm tra tiếp có khó khăn gì không. Bài tập chương 5 ấy các bạn có thấy khó khăn gì không? Nếu mà không không thấy khó khăn gì thì mình sẽ đi kiểm tra tiếp về phần bài tập. Các bạn bạn nào mà đang làm bài tập lớn thì các bạn sẽ cố gắng hoàn thành bài tập lớn trong tuần này. Còn tuần sau thì chúng ta sẽ đi kiểm tra. Đây mình sẽ đi gọi các bạn. Lớp 07 đúng không? Một bạn đăng ký đề tài này. Ô, con gì đó sai sai. Bạn Phạm Minh Công có. Bạn nào làm bài tập lớn thì mình sẽ không gọi nữa đâu, thì mình sẽ chấm điểm một thể. Còn bạn nào mà không làm bài tập lớn thì auto là sẽ kiểm tra thôi.
Bạn Phạm Minh Công có không? Có ý. Rồi, bạn tiếp theo. Bạn nào mình kiểm tra rồi thôi, mình không kiểm tra nữa. Bạn Lê Tuấn Hiệp. Em Có không? Có. không? Ok. Bạn đã làm bài tập phần nào rồi? Dạ em chưa làm ạ. Chưa làm bài nào luôn. Vâng. Chương 1, chương 2 cũng chưa làm. Vâng. Ok. Tại Lý do. em theo anh Android nên bây giờ em có lười học thêm web. Android thì bạn bạn học bên đâu? Dạ em đang học bên Bắc Hàn ạ. Còn friend em học xong rồi. Android mà lại học Python. Có một cốt ly vào đây. Kotlin Vâng. Kotlin thì cũng giống Java Vâng. thôi. Nó chỉ có hơi hơn hơn cái xử lý null butter exception nó dễ hơn. Thì phần nó có gọi là backend đâu, tất cả đều là full end hết. Nó chỉ là phần xử lý ở trên trên nền. Không theo không theo web thì ok cũng được. Vậy thì mình sẽ đánh đánh dấu ở đây là mình sẽ ghi x nhưng mà lại không theo web đúng không? Nhưng mà bạn hãy cố gắng mà học để làm sao để làm sẽ qua thi để qua môn chứ không theo mà không theo hắn thì Vâng. sau này cũng khó khó qua môn này tại thi trắc nghiệm mà. Thế là mình khuyên bạn như vậy thôi. Tại mình cũng tạo điều kiện cho các bạn, nếu các bạn đã định hướng được rồi thôi thì mình cũng không không quan trọng lắm về cái phần bài tập. Nhưng mà hãy làm sao để qua môn nhé. Bạn Bùi Huy Hiệu. Có. Bạn làm ở đâu? Em làm bài phần chương 1 chương 2. Chừng, chừng phần PHP sao? À vâng, làm phần em đang làm phần bài 11, bài trước mà databank ấy, bằng PHP. À, bài 11 mình chữa rồi mà. À làm bằng PHP ạ. Thầy hôm trước là bằng JS. Bài 11 là mình chỉ giao một dĩa thôi. Ô, PHP cũng được, ok. À em nhớ là bằng PHP. Rồi, ok. Được, xem màn hình nhé. Thì nhìn thấy chưa? Rồi, ok. Đây phần business logic nhỉ? Vâng, được xử lý nghĩa vụ. Cái này là giống cái hôm trước của thầy, cái mà chuyển từ Ok. cái này là RAM dữ liệu. Rồi. Đầu tiên là phải part cái JSON đấy ra. Rồi. Cái này cũng xử lý giống cái JS nhưng mà mình dùng syntax của PHP được. Chính sao thực ra là đấy mình đã nói rồi, JS với PHP thì nó cũng chỉ là cái cách để mình xử lý dữ liệu thôi, nên là mình giao là giao một phát là giao đôi mà, nên là bạn thích làm bằng cái gì thì làm. Ok, Nhưng mà cái này nó không ấy. không viên tham là tờ không Vâng, kiểu được. thế. PHP là ngôn ngữ xử lý backend rồi, làm sao mà lên tham search được. Bạn chỉ có cách là code API liên tục thôi, kiểu gõ một cái xong rồi code API cái này code API nữa thì chắc là được. Được nhưng mà nó sẽ không không tạo Nó hiệu giật suất. giật này. Đây là lý do mình ra bài đấy là bằng JS thôi chứ không ra bằng PHP.
chứ bình thường là mình sao cả bài đấy bằng VSB đấy. Em ơi, bài dễ này xong chưa? Mời Quỳnh Anh đọc lại giải câu A tôi nghe em. Đọc thôi. Câu A nhé. Ok. Bạn code bằng API hay là code bằng ấy? API ạ. À không, cái data của thầy. À, gen table bằng ấy à? Bằng Vâng. code đúng không? Bằng code ạ. Code PHP đúng Vâng. Bảo Ngọc đọc được không? À. Bạn thử nhập India này. India. Ừ. Hình như trong cái data đấy hình như không có India. Có Tại vì lúc ngày đấy ngân hàng Ấn Độ thì India à, ở trong tên này ạ. thì Các trường bảo toàn những Ok. người không trả lời. Thực ra nó giống hệt JavaScript này mà. Vâng, mình đổi syntax. Đổi xin tách thôi. Ok. Còn bài gì chưa? Chương 5 chưa làm bài nào à? Bị làm tại vì em chuẩn bị ấy. Thu liệu đồng nào? Thật ra là em học bên mobile cơ. Nhưng mà tại vì Em bài học tập ở nhà thì vẫn phải làm. mobile thì học cái gì? Em học Android và Flutter. Router. Liệu đúng. Bạn dùng block hay là dùng dùng ấy. Hiện tại Bạn em hay dùng dùng blog. gì để bắt để Vẫn dùng manager cái test vẫn dùng blog. block Tại mình vì em dùng. cũng mới học ấy, và đất tơ như mới học, còn Android thì em học khá là lâu, khá được 1 năm. Android thì cũng dễ thôi, mình hỏi câu đơn giản thôi, kiểu như này vòng đời của thằng fragment này, thằng navigation fragment như thế nào này, còn bên flutter bây giờ người ta dùng hay dùng getx nhé, Get à. getx nhé. Còn một cái thư viện nữa mà mình thường sử dụng là dùng getx đây. Em muốn nghe thế thì hỏi không nhỉ? Một cái nữa mà ví dụ như Có bạn em đây là dùng block, block thì cũng ổn, nhưng hình như lâu rồi không thấy. get cộng block hoặc là get À, x, đúng rồi. hoặc là một cái nữa provider thì cũng mình thấy các dự án nó dùng provider vẫn được. Nếu mà bạn nào mà từ React Không lấy Native giải nó câu ra A thì nào. dùng Redux. Các bạn tự học hay là ấy? Dạ em tự học. Mình code cũng được 1 năm Flutter. Sao ấy nhỉ? Là cần gì cứ hỏi. Đợt này mình lại lại chạy lại cái dự án Flutter cũ. Khá Nghe là thì nó không nghe tiếng được. ra. Thì mình cũng dùng block, cũng dùng Có thằng nào MVVM. đọc lại giải câu A không? Đọc À, còn đi. cho Android thì em dùng MVVM nhiều, Những người rất ưu tú Flutter gọi bao nhiêu người không phải là cũng hay, kiểu thứ ăn đọc đi. viết Trên cùng một lần mà trên một kiểu nó không chia chia ấy. nãy Không phải mình vẫn chưa được đấy, mình show cho bạn dự án của mình. các yêu gì nó là 40 Mình bị độ siêu bình thường. tám độ đúng không? Khi ra tiêu OT lần thứ hai tiêu có của OE vậy tiêu OT lần thứ hai tiêu có của OE Rồi rất tốt rồi, thế thôi. Em đọc luôn câu B không? được Đọc đi. vì tiêu OT làm giữa hai tiêu ối và ui nên có năm mươi Đây này, chẳng hạn như con này mình vẫn làm này, con này làm mái tóc làm khá là nhiều. Mình sử dụng Poly, dùng xe prefund này, thư viện thì ở đây mình code được chắc cũng được 5 rồi. tiêu OK có là tiêu Đây, cái future của hệ thống tốt chương flow trình hay này rất là tốt đấy, live data ở trong các bạn khác làm như vậy không nhỉ? Android ạ. Đúng không? Cái trò thì nó là phân Giả luồng, lập cái luồng các bạn đang nhớ Conavia. lại cách trình bày nhưng mà À vâng, thế Grid rồi. ấy. Phiên trò thì mình sẽ ra một cái main Tại grid. sao phải trả lời? À, À đây vâng. mình. Thế chạy chạy thế ở trong Flutter là chạy trong IO kiểu gì? Trong IO.
ý là chạy khi như một cô network hoặc là đấy là nhá. Ví dụ như mình đây đang dùng block này, dùng SQL table này, self driven này, còn phần Firebase không nói gì, dùng get it này, get it nhưng không phải get x nhé, bạn đừng nhầm, có hai cái khác nhau nhé, một cái là get x, bạn có thể tìm thấy là đi của mình. Đây, get x này hay dùng này. Bây giờ người ta khá nhiều người dùng GetX. Hay là dùng mà. Còn khi mà mình sử dụng MVVM ở đây mình sử dụng MVVM thì phần network thì cũng không có gì, có fixed domain này, socket này. Vì cái app này nó có phần chat. Nó cho là bạn làm bài tập này dễ quá đúng không? Multi theme này, theme thì gồm có dark theme và light theme này. Đây đúng cho bạn bạn thí ăn đấy nhỉ, Rồi phần những cái đây như của thầy mời Quỳnh Anh cũng nhìn thấy, để đọc này giỏi đi. mình do mình dùng block ấy nên là mình sẽ sử dụng cái phần phần data thì mình có database này, model đây, model thì ví dụ như phần tag model chẳng hạn, thì code API thì mình sẽ dùng data source, data source mình code API ví dụ như phần remote data source chẳng hạn, login đấy, dùng future, future xong rồi sẽ đấu ra con get it. Cái này phần domain là phần thì dùng MVVM mà nên là cái phần entity này là mình sẽ tạo ra một, và bên trên này mình sẽ Đấy chính là kết implement luận đấy. implement từ trên bên entity, ví Vậy dụ cô tê làm chữ IT vô gì? model Ôi, mình sẽ đúng là chữ An implement vừa nói đấy. Từ rồi, hết đọc tiếp cô bên tê bên nào. bên entity Tôi được chưa? làm cho nghe kêu mà Ok, làm đúng. OI nên ta có XOT Ví cộng dụ với repository thì mình sẽ tạo ra các ví dụ lấy local cộng với get PUI này bằng rồi tám mươi độ. nè, Khi ví dụ đây tag thôi bằng 80 này, độ update thì tag, tôi delete tag gì gì này theo 90 độ chưa, thì kia xong OT khi là đó mình sẽ đẩy chung hết theo sang lúc bên là OI bên block. và Đây XOT UK, và theo UK thì mình sẽ tạo ra ví dụ như copy tag chẳng hạn, get tag list chẳng hạn, thì mình lại côn chưa chờ tiếp đấy, qua các feature xong rồi nó sẽ vào phần phần đây và phần app, ví dụ tag này chẳng hạn, mình sẽ sử dụng block đây đấy, mỗi cái này có block, có page, có with get đó. Thì ở đây block thì mình sẽ sử dụng block này đấy, map event state này, code tất cả xong rồi trả ra state thôi, trả ra như bình thường. Xong bên block thì mình sẽ lắng nghe các sự kiện đây, các event đây, mình tạo event nhé, tạo xong trả ra các state, state thì bên tag thì mình sẽ lắng nghe bằng block provider đây, listener này, có nhiều trạng thái block khác nhau. Đây là listener, block listener lắng nghe sự thay đổi. Là mình đã set state, tùy các bạn có thể dùng state không hoặc là dùng luôn block luôn. Ở đây mình có thể dùng state. Khá nhiều code rồi đấy, nhiều hết đấy. Một đống. Phần thông báo này, phần login này. Phần xử lý self refund này, đồng bộ database này. Nó tùy các bạn cách quản code như nào thôi. Thì có các anh bên ví dụ như bên Android, nếu mà các bạn mà từ bên Android sang chẳng hạn thì bạn có thể sử dụng RX Task đúng không? RX Zing à, không phải, gọi là trong Android có một cái là còn Retrofit. Thì nó sẽ tự động render các cái ví dụ như ở đây đúng không? Bên bên dự án của mình nhé. Bên dự án của mình khi mà mình viết cái path JSON sang ấy
thì mình sẽ trong cái model này, mình ví dụ như tag model này, mình phải tự cái viết hàm hàm from json này, rồi là to json này. Nhưng mà khi các bạn sử dụng retrofit thì nó sẽ tự động bằng cách là run build builder view, thế là xong, thì nó sẽ tạo ra một cái render cái function này luôn, là from tag json luôn và to json luôn, mà các bạn không cần phải code gì nữa. Còn như mình là đang phải code chay, tại vì mình code cái này từ lâu rồi, còn bây giờ thì dùng retrofit. Được chưa? Các bạn có thể sử dụng retrofit trong đây. Android các bạn chắc là dùng, bạn làm một năm thì chắc vẫn dùng retrofit mà. Dạ. Còn một cái nữa nhưng mà mình lâu mình không sử dụng được. Đấy, easy con API Flutter. Thì các bạn có thể tìm kiếm retrofit. Nhưng mà phải dùng JSON annotation nhé. Dùng retrofit này, Reiter, Viewrunner. Đấy, mình demo thế thôi. Các bạn code thì tùy. Đấy, đúng rồi, retrofit. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Bạn tiếp theo. Bạn Ánh Hồng có Trần Thị Ánh Hồng bạn Ánh Hồng thì nghỉ hai buổi rồi nhá. Trước mình kiểm tra không có, buổi này cũng có, không có. Ok. Tiếp theo. Mình sẽ cố gắng đi gọi hết các bạn nào mà không làm bài tập lớn. Mình sẽ đi kiểm tra. Quang Hưng. Trần Quang Hưng có. Alo ạ. Trần Quang Hưng có. Không có, nghỉ tiếp. Đã có. Bạn làm bài tập chưa? Dạ thôi, nhưng mà hai bài làm em gửi mail để gửi mail à? Thế đây. À không, để em, đó là bài em sửa ra gửi mail luôn được phải không ạ? Ở đây này có một, mình bạn nhắc rồi mình mới nhớ là cái phần đây là có bạn Nguyễn Đức Hải, đây là Nguyễn Đức Hải ở lớp nào nhỉ, lớp mình đúng không? Mình đôi lúc mình bận quá mình chả nó được. À, bạn Hải ở lớp khác rồi, xem nào. À, Nguyễn Đức Hải lớp này mày quá không phải lớp mình, thì mình kiểm tra bài tập xem sao. Cái này mình phải lưu ý. Rồi, ok. Mình chưa chắc mình đã có thời gian để kiểm tra bài đâu. Bạn gì nhỉ? Trần Quang Hưng đúng không? Rồi, tiếp. Bạn
bạn nữa. Ở đây có bạn ba bạn liên tiếp đây. Mã Văn Khoa. Mã Văn Khoa có. Bạn Trung Kiên. Trung Kiên có ạ? Dạ có. Bạn năm đến đâu ạ? Em 15 bài tập chương 1 chương 2 mới cả. Em làm mấy cái khác. Ừ, làm những khác à? Ok. Đâu nhỉ? Màn hình nha. Rồi, các bài tập về nhà xem bài 11 đúng không? Bài 11 em chưa làm. Đâu, xem là được bài nào. Bài 1, bài 3, bài 5, bài 7, bài 9 ạ. Thì bạn sau bài 5 đi. Bài 5, vâng. Thầy có thấy gì không? Có. Bạn show màn hình cơ, bạn đang show code rồi. À, vâng. Rồi, bạn nhập máy 5 đi, nhập 44. Ok. 33. Ông, vẫn máy 5 hả? 33. Rồi. Ô, bạn làm toàn bài GS thôi đúng không? Vâng. Không làm VP à? Vâng, VP em chưa làm ạ. 50% rồi nhá. Xem nào. Bài 2. À đâu? Ừ, bài 3 đấy. À, x bình đấy. Vậy thì nhập 002. 002. Okay. 202. Cũng vô nghĩa luôn. 242. 4. Rồi. 1-1 đúng không? Rồi, ok. Cảm ơn bạn. Mình đánh giá ở đây. Không vào đây 50% nhá. Có bạn mà chỉ làm được phần gì á. Tiếp theo. Đỗ Bá Long. Dạ có. Bạn nào đến đâu ạ? Em đang làm đến phần database bài sinh viên ạ. Em bài sinh viên à? Xem nào. Dạ có ạ.
bút chạp đúng không? Vâng ạ. Rồi. À, sửa được chưa? Thêm sinh viên được chưa? Được ạ. Đã cũng được ạ. Sửa đi. Thêm sinh viên. Sửa mà sao lại vào sinh viên mới? Ở đây ạ, sửa luôn của cái em làm là tính năng sửa luôn của cái sinh viên mình đang xem ạ. Vâng. Đúng rồi. Đây ạ. Thì bạn lấy pin lại các cái thông tin sinh viên hiện tại để người ta biết được người ta sửa cái gì thì sửa gì. Thế bây giờ đúng không? Bạn nhập mỗi họ tên thôi. Bạn nhập mỗi họ tên đi. Thay tên khác đi. Rồi em sửa luôn đúng không ạ? Vâng, sửa. Ok. Đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Sinh viên ở đâu rồi? Mất rồi. Mất luôn. Mất rồi đúng không? Vâng. Bạn hãy phi lại data để khi sửa người ta còn ấy chứ. Khi sửa thì bạn phải cập nhật lại database đấy chứ. Của em thì sửa hết thì mới được. Khi sửa thì cũng được, nhưng mà tức là khi mà bạn sửa thì bạn phải phi lại data cho người ta biết đường nào mà sửa. Với lại các cái data mà bạn update lên thì bạn phải cập nhật lại nhé. Đây là hình như bạn không có data đấy lên nên là khi mà đấy ở đây bê nó cũng không rỗng. Nên là mất luôn sinh viên đấy là chuyện bình thường. Rồi thêm sinh viên mới chẳng hạn. Xây thêm vào cái lớp đấy luôn đấy. Rồi sinh viên là Trần Thị Linh đi. Lớp 12 A4 đi. Địa chỉ là Hà Nội. Rồi nữ. Ok. Ok. Rồi. Gọi là được 90% của phần này. Phần sửa chưa được, tí nữa thì được. Thì cái phần bạn bạn submit lên đấy, bạn xem bạn update database như thế nào. Không, NQL đâu. Set đúng không? Update đúng không? Set trường gì đúng không? Where đúng không? Thì các bạn có thể thấy là nhìn khi mà mình chỉ submit lên một trường thôi đúng không? Thì những cái kia mặc định nó bằng rỗng. Nên là class ID bằng rỗng là mất. Bạn vào trong database xem có phải là mất không? Có một cái vào bảng sinh viên đi xem là có phải mất cái user ấy không? Xem ở trong này luôn. Xem phần Brow kìa. Brow. Đây, nó đây. Xuống dưới bạn chọn ấy thì năm ở Brow là có bao nhiêu sinh viên đấy đúng không? Cái đây ạ, cái thằng mình vừa thấy. Thế có phải mất những trường khác không? Vâng. Đấy, cái việc mà bạn không pin lại data cho người ta và khi submit bạn cũng không lấy data, bạn không check trường nào rỗng hay không. Nếu rỗng thì bạn không update lại đúng không? Vâng. Chính là phải pin lại data cho người ta để người ta biết đường update những cái gì. Được chưa? Được. Thì nó mới không có xuất hiện trường hợp rỗng như thế này. Ok. 90% nhá. Dạ vâng. Cảm ơn bạn. Bạn được 3 năm đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Ok. Rồi bạn tiếp theo. Hoàng Phương Nam. Hoàng Phương Nam có. Không có. Không có thì
Đấy. Bạn Trịnh Vân Nam. Có. Bạn làm biết độ. Em mới làm được bài 1, bài 3, bài 5 và phần HTML CSS đầu tiên. Thế còn phần PHP thì chưa làm gì? Em theo Java web. À, Java web à? Java web thì cũng được. Bạn làm bằng gì? Em đang viết cái short 2 Hibernate để xong sản phẩm, xong rồi em học sang Spring. Giao Spring Hibernate đúng không? Đúng không? À. Giờ mình có câu hỏi nào dành cho bạn không? À, em chưa học đến phần đấy, em đang học cái Strut 2 ạ. Strut 2 à? Ok, thế thì không hỏi được. Java web thì nó không có gì đâu. Như thế à. Rồi, ok, không theo. À, thế thì vẫn phải kiểm tra bài tập ấy. Kiểm tra phần gì nhé. Bạn xem màn hình nhá. Anh nhìn thấy chưa? Ok. Bài 1 hay bài 3 hay bài 5? Bài 1 là của bài thực hành chương 1 hay là ấy? Cái bài giải phương trình. Thế thì không có bài 7 đúng không? Vâng. Thế thì sâu mình bài 5 đi. Mình lại một bài 3 nữa, thế thôi. Rồi. Nhập 44. 66. Rồi, ok. Tiếp theo bài 3 đi. Rồi. Bạn nhập là 002. Rồi, tính sai nhá. Rồi, đâu. 121. -1 -2 -1 -1. Ok. Rồi, vậy là cái phần hệ số A bằng 0 là bạn sai nhé. Đúng không? Số A bằng 0 là bạn sai. Thì rồi, cảm ơn bạn. Mình sẽ đi Rồi điểm ở đây thì ở đây là gạch 90% đi. Chỉ được 40% thôi. PHP chưa làm. Theo Java Web. Mình ghi vào đây, lưu ý. Bạn Trần Ngọc Phong. Dạ có. Bạn làm bài tập đến đâu? Em làm phần giải các phương trình bậc nhất, bậc hai, vẽ bảng và tính giá trị phần tử. Và một phần lab bài 3 em chỉ moi được cơ sở dữ liệu thôi, đang lỗi. Thêm vào bài cơ sở dữ liệu đi. Dạ. Chọn cái bài cơ sở dữ liệu đi, sâu cho mình với. Đã đây, thầy nhìn thấy chưa? Ok, rồi. Nhấn vào đây là lỗi, đây là. Em không nhóm được như này. Đang lỗi này. Undefined array cây gì đây? Cái link SV kìa, 5 râu kìa. Vâng. Thế nó không biết sửa như nào. Mời bạn vào code đi.
Ok, ở đây thì đây đúng không? Bạn dùng máy SQL đúng không? Tại dùng máy SQL 5 row. Dòng máy nhiều thôi. Đây có tổng bán nữa, à, tổng tổng BG này. Bằng trên mạng người ta như thế nào thì em làm theo thôi. Đô la KQ. Bạn 35 cái đô la KQ ra. À. 35 cái đô la kết quả ấy. Đô la KQ của bạn ấy. Đâu có bao nhiêu thằng? Ở đây nhá, bạn mình thường ấy, mình sẽ sử dụng MySQL fetch array này. Cái dòng ấy đấy, cái dòng 40 của bạn đấy. Và dòng dữ liệu cái đô la KQ ra. Trước đấy. Chèn lên cái dòng 39 nhỉ. Dòng này à? Không, bạn enter đi. Enter xuống dòng. Yeah. Rồi, enter. Đô la 35 đô la KQ. Và đô la không có đô la đâu. Đấy. Hoặc đô la KQ chứ phải rồi xếp lại dán đi. Còn đấy fake dùng fake ASOC nhá. Fake ASOC thì nó sẽ chuyển sang dạng ở đây cho bạn chứ. Kia à, fake kia đúng không? Bạn nhìn thấy là 5 row đúng không? 5 row đúng không? Bạn côn luôn là dùng không? Bạn nhìn cái kết quả kìa, data object kìa. Đấy, bạn dùng đô la kết quả gạch 5 row là được. Bạn muốn lấy 5 row đúng không? Số cột đúng không? Bạn dùng đô la kết quả gạch mũi tên ấy, cái mũi tên bình mũi tên object ấy. Năm câu. Bạn check cái đúng cái object này nhé. Đấy. Còn chỗ kia máy SQL fetch này thay bằng đấy, có hai cái bạn thay vào đấy là được. Thay bằng SQL fetch ASOC để lấy dạng array đi. Vậy à? Vâng. Fetch ASOC. Dùng dạng máng sao bạn 35 cái dầu đi ra rồi viết em đi. Đây. Bạn đi cái thay bằng gì à? Đấy.
thay cái fake Azure kia bằng cái fake object ấy bằng cái fake Azure trong comment ấy đúng ngoài này. Cái này à? Không, bằng cái fake Azure trước. Và fake object bạn không đọc rõ tin nhắn à? Fake array. À fake Azure. Tôi không hiểu là gì. Máy SQL là fake object đúng không? Được thay bằng cái gì? Máy SQL fake Azure. Nhắn rõ như vậy mà. Đấy. Rồi vào trong 300 cái đô la đâu ấy. Hôm qua ấy, comment cái đống ấy này. Đống kia lại không thì nó sai. Đây à? Ừ, comment đây bên cái đống bên trong qua ấy. Đây đúng không? Toàn bộ này à? Đống bên trong thôi. Ba cái dòng bên trong ấy thôi. Rồi. Bạn 35 cái dấu ấy ra. Đô la râu. Ông ăn thịt nhỉ, giấu đi, ăn thịt nhỉ, giấu đi. Cái này à? Phải. Rồi, xếp. Chạy đi. Rồi. Cứ gửi kia đi. Rồi đi đi lớp không cần. Kia đúng không? Các bạn nhìn nhìn đây là có phải là ID đúng không? Thì bạn bạn dùng đóng ngoặc vuông thì bạn muốn lấy cái gì? Bạn muốn lấy cái gì? Dạ em muốn lấy theo mã lớp ạ, danh sách lớp ạ. Kia. Bạn muốn lấy phần đấy là bạn trả ra ấy cơ mà, trả ra danh sách sinh viên cơ mà. Đúng không? Đúng không? Lấy được mã lớp ra danh sách sinh viên này. Kia, bạn sang bên kia đi. Bạn là Donaro màu hoặc buông ID class. ID lớp luôn là đâu ấy. Bạn thay mũi tên bằng ngọc vuông đi. Dạng object kia thì mình không thích, thích object lắm. Sao loại như thế nhỉ? Có thể để em tự tìm hiểu xem như nào đấy. Ừ, thế thôi. Mình thấy bạn code hơi lâu. Rồi, cho một bạn khác nha. Đây x mình cho 70% nhé, mình thấy là cũng lấy được dữ liệu ra rồi. Cho một bạn nữa. Ô, ở đây có mấy cái không biết bạn bạn Hoàng Hoàng Ngọc Sơn đâu ạ? Có ạ. Alo ạ. Hoàng Ngọc Sơn ạ. Có. Hoàng Ngọc Sơn. Alo ạ, bạn Hoàng Ngọc Sơn có ạ? Bạn Hoàng Ngọc Sơn có ạ?
Nguyễn Đình Tâm. Nguyễn Đình Tâm gọi. Hai bạn nghỉ tiếp. Có em ạ. Rồi, Nguyễn Đình Tâm đúng không? Vâng. Ok. Bạn làm biết đâu ạ? Ừ, em mới làm được cái phần HTML và CSS rồi. Ồ. Bao nhiêu ngày tháng hoặc 3 tuần rồi? Vì mới mới chuyển sang thi trách nhiệm này mới làm được đấy. Thế thì chắc lại điểm thấp rồi. Chắc buổi sau em có hoàn thành một số bài. Cố gắng mà làm bài tập đi, còn không á, không biết đường làm thi. Alo, bạn tiếp theo nhé, bạn Vũ Thu Thủy có em có ạ. Ok. Anh ơi, em lớn mà, em nói với anh mấy lần. Dạ. Em làm bài tập lớn mà. Ô thế sao à? Mình không ghi đây nhỉ? Tại sao mình không ghi nhóm của bạn là gì nhỉ? Cao Hoàng Huy với Lê Trọng Nhân rồi. Cao Hoàng Huy à? Mình xem Lê Trọng Nhân. Ô Lê Trọng Nhân có này. Ok, để mình xem xét lại. Vũ Thu Thủy này, Lê Trọng Nhân này. Rồi. Bạn tiếp theo. Bạn cuối cùng này, bạn cuối cùng là bạn Đỗ Ba Tư. Đỗ Ba Tư có. Đỗ Ba Tư có. Ô, tại sao cái micro của mình suốt ngày bị mute lại nghỉ đúng không? Rồi bạn tiếp, bạn Duy Việt. Bạn Duy Việt ạ. À? Đi tiếp. Ô, bạn này ghi 3 buổi rồi, 4 buổi rồi, tay môi rồi. Bạn Cù Văn Trường. Cù Văn Trường có. Alo. Okay. Em buổi sau làm được không? Em đang đi ra ngoài chút ạ. Bữa sau thì bài tập lớn các bạn báo cáo thì không có thời gian đâu.
Không, em gửi mail được không thầy? Cũng được. Vâng, vâng, thì em đang đi ra ngoài thôi ạ. Rồi xong hết rồi. Đây, cái danh sách mình đánh giá đây, mình xem màn hình cho các bạn nhé. Quyết định tối nay nhìn có đề tài này. Đây. À, vậy là hết hết các bạn trong lớp. Chúng ta sẽ còn một buổi tuần tới này, từ sau nữa thì các bạn tiếp tục làm bài thực hành này, chuẩn bị cho bài tập lớn này, chuẩn bị ôn để thi. Đầu tiên là thi giữa kỳ trước, thì đề thi giữa kỳ là khá là khoai đấy. Mình làm còn mình còn thấy khoai chứ không các bạn. Bạn làm tiếp bài tập nhé. Mình nghỉ ngơi một ít.